Xin chào quý mặt cô chú ha, buổi chiều ông mẫu của chú Vũ Linh. Phương đâu? Giờ lo đèn đi. Bên kia. Yeah. Ừ. Đường này quá cũng được. Dễ hả? Đó cô chú anh chị buổi chiều ông mẫu của chú Vũ Linh ha. Lấy khăn giấy. Quay thấy em chạy hay đi thôi. Lấy nhà bếp. Bữa nay vậy em để vậy là anh để cái cây ở đâu đây ta? Cái cây giờ nên để đâu đây? Rồi cẩn thận nha chạy. Phương đâu tới lau đèn Phương? Có lau đèn này. Đó. Mẹ chuột lấy cái dầu đó cho cô mẹ chuột. Dưới hàng rào hả? Nè. Em là phải lấy để đó luôn kìa. Bữa nay không có chỗ để. Anh để trong hàng rào á. Chú thấy anh em bị ngã ghét giờ. Đâu cái hàng rào khỏi ngã rồi. Biến hả? Thì cũng phải có một đàn ông. Đúng không chị? Trong cái nhà là lúc nào cũng phải có một cái trụ cột là đàn ông đúng không? Hai ơi. Bưng đít lên đây. Gì? Nè. Gì vậy? Cũng gì chị? Thế là đổ quá trời. Cho một cái dầu. Có cái gì? Hồ quẹt em hả? Hồ quẹt rồi cầm cái cây son. Nè. Đây hồ quẹt mà tự nhiên không lấy hồ quẹt lấy cây son. Quên vậy. có cái này là mới bữa nay. Hồ quẹt nữa hả? Trời ơi. Ngồi với em lấy hộp quạt không cũng hết giờ nữa ta. Ủa? Nè. Quên. Tại em biết thế nào thôi cũng muộn em mới để túi mà cái mua. Thôi nói già lắm cẩm luôn. Này không chưa? Cái đèn nó xong chưa hết? Xong rồi. Rồi bình thường là mình lao phải nửa tiếng, hồi bữa nay lao được gần 5 phút xong hết rồi. Như chưa tới 5 phút. Ủa xem là người gom giấy vậy? Nó nào lấy sắp nhà, đứa sắp đèn. Rồi thôi vô làm hộ chú. Đấy trước mà ngay bàn thờ chú. Bây giờ chú tiểu không cần hết thầy đi đọc thôi. Cái bản gì là mà cái gì à? Điện thoại của ai nắm trên tay đây nha.
không vô tới cả. Không nè coi. Ủa gì kỳ vậy? Đó lâu cái hình chú con cá coi. Con lao chữ hả? Chữ hả? Lao chữ. Nói à. Nói anh nè, con lao chữ chú nhẹ nhẹ nha để chốc cái vàng của chú nha. Nóng quá nó vừa lao chữ. Chú ta làm phải làm nguyên ngày chứ làm gì buổi sáng hay làm buổi chiều không? Không có làm buổi trưa. Ủa sao nóng đẩy ở trong á, ở phía trong mới cho dễ. Ở phía ngoài là dễ bị ấy lắm nha. Chiều nay à, đem áo tím mà vui vẻ không? Đó trời vui luôn nè. Vui không anh ấy? Chị Thiên vui không chị Thiên? Vui chứ em. Rồi chờ. Chị buồn là phải khóc chứ sao. Chị vui không? Vui chứ, sáng giờ là anh em mình vui mà. Vui mà, con trả người ta không tin. Mình phải kêu đúng tên đúng tổ mình hỏi là trả lời người ta mới tin đúng không? Bây giờ anh khóc. Quá trời vui luôn đó. Chiều nay. Nhưng mà thấy anh Thông là em bớt vui tí xíu rồi đó. Bớt vui. Bớt vui rồi đó. Hải sợ lắm. Bớt vui vậy đấy. Vậy cuối cùng bây giờ chia đi, chia cho đều đi, bên kia bên đây chứ. Thôi bây giờ làm đi, em sẽ đi lấy đèn em để vô cho chú. Cái gì? Em đi lấy đèn. Ông này ta sửa mà ông nhắc hoài, ông này không chơi kỳ ông qua anh không kêu em sửa lên em để rồi. Tao biết sai rồi, tao biết sửa lỗi. Cái tụi lao khô luôn nè. Ủa, cái khăn bế ướt dẹp em lao xong cái quay qua khô quay rồi. Nóng. Vậy sao mà bạn hả? Em bẹn cái này, trước thì bỏ em bẹn cái luôn cho nó dễ. Lao đôi cho nhanh. Rồi bây giờ bỏ cho đi anh đốt hay sao? Chiều chiều về rồi đốt. Trời ơi kêu dữ à. Của anh Phong hả? Ôi, alo nữa. À, bất ngờ anh Phong nhận cuộc gọi thẳng khi vừa vào mộ. Rồi, để trước đi anh nghe gọi chị. Là cái người mình đi chơi cái mộ. Đúng rồi. Đúng rồi. Nè, nhưng mà lao cái mặt mình nó dài hay luôn á. Rồi. Tại vì bây giờ mình bỏ cái khăn này đúng không? Mình lấy cái khăn này mình lao mặt mình luôn đi. Vừa sạch mà vừa gọi là cầu độ nữa. Rồi trời tôi đi qua đã ngã máy của mấy chú nè. Có này là máy tôi có giấu trong nào đó. Mày quá đã luôn. Trời ơi, giảm giá hát lạnh mà sạch sẽ nè. Chị nãy chị mới kêu mà đi thôi ấy chị chở đi mua. Đi mua thuốc uống. Giữa hai đồng đi ăn trọng bên kinh nha. Bên em mắc gửi bên đó nóng hỏi. Kêu chở nó đi. Vậy hả vậy? Sao mặt chị đỏ chết vậy? Nãy huyết áp nó lên á, nó mệt nó nói. Thiệt hả? Nãy chị kêu thôi để chở đi ra ngoài ấy. Chị ơi, huyết áp hả? Đồng đó luôn kìa. Bên đây thì anh em mặt nhìn khác liền con. Rồi xong rồi. Rồi xong hết bây giờ. Bây giờ làm tiếp mà bây giờ làm hết tốt nha. Bình qua. Hay đưa đây chị.
Rồi, đứng im, đứng im, đứng im. Đứng im. Đứng im. Rồi thôi giờ mấy anh em thắp hương cho chú nha. Dạ bài viên mộ của chú anh chị ơi, bây giờ là mấy anh em chuẩn bị là đốt nhang để cúng chú vũ linh ha, buổi chiều của chú anh chị ơi. Chị Bích tại vì lâu lâu mình lên là mình phải quét hai lần như chị quét lần. Ủa mà sáng nay chị quét chưa? Đó giờ đủ hai lần rồi. Chị đốt rồi ha. Rồi hai lát chị giá chị xin giùm em nha. Xin gì kìa? Thì chị đốt chơi ạ? Em 3 cây. À? Chị 3 cây. Hết 3 cây, 9 cây đúng không? Đâu phải. Người 3 cây. Hả? Người 3 cây mà. Một người 3 cây. Ừ. Đâu phải 3 người 9 cây, người 3 cây. Thì 3 người 9 cây cũng cãi nữa. Nhưng mà người 3 cây mà. Vậy mà nát bún lộn. Anh chị có cần chụp chung không? Để đây em chụp cho. Chụp cho anh Tâm. Hử? Nhà mình là nhà năm đúng không vậy? Bữa nay năm. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 12. Con là Nguyễn Tiến, chủ tịch Chủ tịch Thị Thắng, chủ tịch 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 Chủ giờ mấy anh em mình á, mỗi người hấp cho chú một ba đi thôi, mình năm hấp đi không ơi. Nhường cho mình ông khách đây khỏi thách. Cầm ông chị cầm cho cậu. Bữa nay là cái điện thoại nó để như này là én mất cái đồ này nè, cái hàng anh rào anh Ngọc nha. Ngọc đâu mà rồi, điện thoại ai nhà đó nghe Ngọc tham hốt à, rồi tôi đứng quay đã. Em quay sát mặt chồng em chưa à? Ừ, hello xin chào Tiên nha, Hiển Tiên nha. Em tưởng đâu anh hello xin chào Phong 61 cái chết luôn. Cái sao mà chào anh gì nha. Tại sao tại đang đây là thấy à, sao sao sáu tính sao mốt nữa chứ tính nói mình nói sao không nói cần thiết tắt xét luôn không nói luôn. Rồi tới đây thì Tiên xin kết thúc cô chú anh chị ơi, chúc cô chú anh chị đang xem kênh của Hiển Tiên có ngày tốt lành nha.